có chuyện gì vậy các bạn? Tôi lại lại rất vui vì gặp lại trong video hôm nay nên như chúng các ta bạn, biết, lúc xưa nạn đói của Eder sắp đã kết thúc. Và trong video này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách bạn có thể có được những ngôi sao điện tín. Điều đó sẽ giúp bạn trong việc yêu cầu Eder sắp của Dark. Vì vậy đây là trang chủ của báo cáo đầu của Dark. Ngay khi bạn mở trang, nó sẽ cho bạn thấy ngay tại đây số lượng dấu chấm bạn có thể tìm thấy trong mùa. Và bạn cũng sẽ thấy danh sách tiếng Ả Rập ngay tại vì đây. Vậy nếu bạn nhấp vào nó, đó là từ nơi bạn có thể yêu cầu ngay đây. Đầy đủ các phần từ 80 đắc. Và chuẩn bị ví. Chuẩn bị là những gì bạn cần làm để có thể yêu cầu đắc. Vì vậy bạn cần phải tiếp tục và cài đặt Tonekeeper. Nếu bạn chưa có Tonekeeper, bạn cần phải tiếp tục và cài đặt. Và bạn cũng cần phải tiếp tục. Vì vậy bạn cần chương trình sao để có thể yêu cầu trang chủ quả đắc. Và trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn các bước về cách tiếp tục và mua đắc. Chương trình ngôi sao để có thể kết nối. Bây giờ, điều đầu tiên bạn cần làm là điều đó. Bạn cần phải tiếp tục và cài đặt. Và sau đó tôi sẽ để lại một liên kết trong mô tả. Tôi cần phải tiếp tục và sao chép, được gọi là Flagman, Kamsi Lasitasi. Một lần sao chép liên kết, bạn cần phải đi qua người quản lý của bạn ngay tại đây. Và bạn đang nói về việc trông giống hệt như thế này. Điều tiếp theo bạn cần làm là tiếp tục và nhấp vào phần trình duyệt. Ngay tại đây nhấp vào trình duyệt. Và nó sẽ đưa bạn đến trang này ngay tại đây. Vì vậy bạn có thể đi và chọn quốc gia. Bạn đang duyệt từ ngay tại đây. Vì vậy nếu bạn đang duyệt từ Nam Easy, chọn Nam Easy. Nếu bạn đang duyệt từ nội địa, tiếp tục và chọn quốc gia của bạn ngay tại đây. Vậy hãy chọn và tiếp tục và dán liên kết. Bạn đã sao chép ngay trên trang này. Vì vậy hãy dán liên kết sẽ bị phân mảnh. Sau đó, tiếp tục và nhấp vào tiếp tục và nó sẽ tải. Và nó sẽ mở trang này cho bạn. Bạn có thể ngồi ngay tại đây. Vì vậy điều đầu tiên bạn cần làm ngay là tại tiếp đây tục và nhập tên người dùng tri công của bạn. Và thứ hai đảm bảo rằng ví bạn không phải duyệt nó vẫn còn trong khi bạn được kết nối với tài khoản đắc của mình. Vì vậy đừng sử dụng một chiếc ví nếu khác để mua. Bạn sẽ không thể có được kỹ thuật số tri công truy cập vào tài khoản của bạn. Nên bây giờ tôi cần làm gì? Chỉ cần tiếp tục và nhập tên người dùng của tôi ngay tại đây. Vì vậy tôi sẽ nhập tên người dùng của mình. Vì vậy sau khi tôi gần như đã nhập tên người dùng của mình, tôi muốn tiếp tục và nhập số lượng sao. Tôi muốn tiếp tục và mua như vậy trước khi bạn làm. Điều đó bạn có thể thấy ngay tại đây. Số lượng sao khác nhau cần thiết và số tiền su tong có thể thanh toán cùng nhau. Chúng tôi có 50 ngôi sao với giá khoảng 0.11119 con. Chúng tôi có hàng trăm ngôi sao với giá khoảng 1.99999. Đừng bỏ cuộc. Chúng tôi có 2.500 sao với giá khoảng 5.596. Đừng xô ngay tại đây. Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn nếu bạn muốn mua. Nhiều nếu lựa chọn hơn 100, hãy trả khoảng 0.2238 sao. Nếu bạn muốn mua lên đến 1.50 trả khoảng 0.3357 sao. Vì vậy cho video này, hãy để tôi tiếp tục và mua hàng trăm ngôi sao. Vì vậy hiện tại không ai biết bao nhiêu hoặc bao nhiêu ngôi sao. Điều đó sẽ được yêu cầu để tiến hành thả. Nhưng nếu bạn không tiếp tục, bạn có thể tiếp tục và mua bất kỳ số lượng nào khác. Bạn có thể tiếp tục và đợi cho đến khi bạn thấy số tiền cần thiết. Và bạn có thể tiếp tục và mở nó ra. Đối với video này, hãy tiếp tục và mua hàng trăm ngôi sao. Vì vậy tôi chọn hàng trăm. Và tôi cũng sẽ tiếp tục và đặt số tiền ngay tại đây. Vì vậy hãy đặt hàng trăm ngôi sao. Và sau đó, chúng tôi chỉ cần tiếp tục và cuộn số ngay tại đây. Và nhấp vào mua hàng trăm sao ngay tại đây. Vì vậy tôi sẽ nhấp vào mua hàng trăm ngôi sao trong số chúng. Và bạn có thể thấy ngay tại đây. Mua sao cho tiền điện tử. Tôi sẽ đi và nhấp vào mua ở đây và nó sẽ tải. Và tôi sẽ tiếp tục và trượt để xác nhận mật khẩu ngay tại đây. Và sau đó điều tiếp theo, tôi cần tiếp tục và nhập mật khẩu của mình. Và nó sẽ tải ngay tại đây. Tôi sẽ đợi nó được bắt đầu là xong. Và điều tiếp theo là tiếp tục và kiểm tra xem tôi có bất kỳ ngôi sao đúng trong tài khoản của tôi, vì tôi đã hoàn thành ngay tại đây. Và nếu tôi nên đi vào lịch sử của mình, nó phải được phản ánh đúng rằng tôi đã chi một số tiền để mua một số ngôi sao chương trình. Vì vậy đây là khoản thanh toán ngay tại đây. Đó là ngay đây. Điểm không được viết phần trăm trên mảnh. Và nó đã được chi để mua hàng trăm ngôi sao. Vì vậy hãy đi kiểm tra xem các ngôi sao có xuất hiện trong tài khoản Telegram của tôi. Nên các bạn ở đây, bạn có thể thấy tôi có khoảng trăm ngôi sao ngay tại đây. Đây là ngôi sao ngay tại đây. Bạn có thể tìm thấy nó trên cài đặt của mình. Nếu bạn đang sử dụng thiết Ender, tôi đã thử kiểm tra nó với UC. Đó là của tôi iPhone và sau đó tôi đã không nhìn. Vì thấy vậy, nó, tôi đã phải sử dụng của tôi Enderzot để kiểm và tra ở đây cho bạn nó. Có thể nhìn thấy những vì sao ngay tại đây. Tôi đã mua 100 ngôi sao và bạn có thể xem ngay tại đây. Nó nằm trong số dư của tôi nên các bạn. Nó đơn giản như vậy. Bạn có thể tiếp tục và mua những ngôi sao của mình để có thể có nó trong số dư của bạn. Vì bạn thế, có thể tiếp tục và yêu cầu tài liệu của bạn. Một khi tuyên bố là cuộc sống. Vì vậy đó là về cách mua các ngôi sao. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về nó, đưa chúng tôi vào phần bình luận và tôi sẽ liên hệ lại với bạn vào lần sau. Làm ơn chúc một ngày tốt lành.